bão Manji đã đi vào Biển Đông từ tối qua và trở thành cơn bão số 9. Hiện bão đang ở vùng biển phía đông của Bắc Biển Đông, gây gió mạnh, sóng lớn ở khu vực này. 7 giờ sáng nay, cường độ bão số 9 mạnh cấp 11, tương đương với sức gió là 117 km/h, giật cấp 14. Dự báo trong 1-2 ngày tới thì bão số 9 di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, sau đổi hướng Tây Tây Nam và tiếp tục giảm cấp dần, xuống còn cấp 8, giật cấp 10. Sau đó, khi đi vào đến vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, bão có thể suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của bão thì vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông ngày hôm nay có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, 11, giật cấp 14, biển động dữ dội. Ngày hôm nay, triều cường rằm tháng 10 âm lịch tại đồng bằng sông Cửu Long đạt đỉnh. Nhiều đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long bị ngập sâu, nước lên đúng khung giờ học sinh đến trường và người dân đi làm, nên việc đi lại khá khó khăn. Quốc lộ 1 đoạn qua thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, triều cường bắt đầu gây ngập từ 5 giờ 30 cho tới 7 giờ 30. Ngập nặng nhất là khu vực trước bến xe thị xã Bình Minh. Nước cao đến hơn nửa bánh xe, xe gắn máy, xe thô sơ phải di chuyển vào làn của xe ô tô. Đường trơn nên rất nguy hiểm. Theo người dân thì khu vực này ngập nặng là do nằm tiếp giáp với đoạn đường vừa nâng cấp, cao trình thấp, tạo thành lòng chảo khiến nước dồn về. Ở Bạc Liêu thì những ngày qua triều cường cũng gây ngập nặng nhiều tuyến đường thuộc thành phố Bạc Liêu, gây khó khăn cho việc đi lại sinh hoạt của người dân. Ở thành phố Cần Thơ, triều cường rằm tháng 10 âm lịch vượt báo động 3 từ 2 đến 5 cm, nước dâng cao khiến nhiều khu vực trũng thấp tại các quận trung tâm như Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng bị ngập sâu.